Và xin cho Vũ Quang Vinh được đính chánh là lúc nãy là sư cô Phước Tánh ủng hộ 5.000 Mỹ Kim chứ không phải là sư cô Pháp Tánh, sư cô Phước Tánh. Dạ. Cái này của gạo miền Tây 2.600. Và thưa quý vị, tính cho đến thời điểm hiện tại thì tổng số tiền của Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt xin được quý vị cho đến bây giờ là 58.684 Mỹ Kim. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Cái này là một cái dòng cẩm thạch trị giá khởi đầu là 100 Mỹ Kim, cũng của Chemo Jewelry, là một trong những chi nhánh của tiệm vàng Hiền Hòa, trung thương xá Phú Lộc Thọ. Vậy thì xin mời quý vị nào có thể ủng hộ cho vòng ngọc cẩm thạch này quá đẹp thưa quý vị. Màu xanh này là màu xanh lý phải không? À, một cái là màu xanh lý, một cái là màu xanh cẩm thạch. Dạ, thì chỉ có 100 đồng. Xin quý vị cho một giá đầu tiên, chị mới giơ tay hả? Một cái là 100. Chị đừng có gãi đầu làm cho Minh Phượng tưởng là chị ủng hộ liền. Cảm ơn. Rồi, ở đây có quý vị nào cho một cái giá đầu tiên là 100 đô ạ? À? Chỉ 100 đô thôi. Dạ đâu? 100 đô cho một cái vòng cẩm thạch của Chemo Jewelry, là một trong những cái chi nhánh của tiệm vàng Hiền Hòa trong thương xá Phước Lộc Thọ. Long Vân. Chị Julie xin được đấu giá 200. Chị Julie của Saks Fifth Avenue đấu giá là 200 Mỹ Kim. Ok. Rồi người nào nữa đây? Quý vị nào 100 đồng nữa, đừng gãi mũi Steven làm chị Phượng tưởng là mua cho má vợ, ủng hộ cho má vợ. 100 đồng thưa quý vị. 200 rồi. 200 lên 200 rồi nữa thế chưa lẽ. Cái dòng quá. Này là 200, cái dòng đó chưa có. Chưa. Hai cái dòng lận. Ôi, okay. Vậy là Long Vân 200 đồng cho cái vòng này. Và không biết quý vị nào còn ủng hộ nữa không, cứ thêm một ngân khoản là các em và những người bất hạnh ở ngay tại tổ chức Hoa Sen Việt sẽ được nhận lãnh thêm thưa quý vị. 200 đồng hiện tại. 200 lần thứ nhất. 200 lần thứ hai. Quý vị cho Long Vân và chị Julie một tràng pháo tay thật lớn, và 200 lần thứ ba ạ. Với hai cái vòng cẩm thạch. Rồi mời Julie và Long Vân lên sân khấu. Em đứng ra đây luôn đi Long Vân, còn nhiều món lắm em. Đúng rồi. Thì bởi vậy Long Vân đứng ở đây luôn đi. Đi lên đi xuống. Julie cưng lên đây. Mời chị Julie luôn. Long Vân lên đây em. Thôi tí xíu Long Vân đứng lên trên này luôn đi. Đúng. Có gì mình đấu giá cho nó tiện. Nãy em kêu em lên nữa xong em thấy ngại quá. Xong rồi cái chị... người đẹp của anh Steven nói em chứ, lên đọc số phone đi em, thì em có động lực dễ sợ luôn vậy. Quý vị nhớ số phone của em chưa ạ? 7146666669. Mỗi lần quý vị mua bảo hiểm đó thì Long Vân sẽ đưa quý vị một cái check về góp vô cái cầu là công đức vô lượng. Mình vừa có bảo hiểm tốt nè, mình vừa có phục vụ tận tâm nè. Rồi lâu lâu em kể chuyện hài cho quý vị nghe luôn. Chị gọi cho em 7146666669. Cảm ơn chị nhắc em nha. Trời ơi em có động lực bước lên đây dễ sợ luôn vậy đó. Dạ em rất là biết tiệm cẩm thạch của Hiền Hòa. Vì em cũng sở hữu được một set. Cho nên hôm nay em đấu giá như vậy là để em muốn cho Hoa Sen Việt được có thêm quỹ cho các em bé. Cho nên em xin gửi lại cái dòng này, em vật dùm, em trả tiền. Nhưng mà em muốn gửi lại để em đấu giá thêm. Ok, cho nên... vậy thì bây giờ có quý vị nào ủng hộ cho cái vòng này bắt đầu đấu giá là 200 Mỹ Kim lần thứ hai không ạ? Từ chị Julie là South Fifth Avenue gửi lại cái vòng này cho Hoa Sen Việt. Dạ, 300 hả chị? 200 hả? Rồi mời gạo Bình Định lên đây luôn ạ. Quý vị cho gạo Bình Định một tràng pháo tay thật lớn. Lên đây đấu giá thôi, đừng lên đây quýnh giỏ nha chị. Thật ra Bình Định bây giờ người ta không quýnh. Tại vì giỏ là nó có rồi, là nội công thâm hậu lắm đó. Cho nên là cẩn thận. Qua Mỹ bây giờ mấy người Bình Định toàn là bắn, không còn quýnh giỏ nữa. Ok. Dạ em mời chị ạ. Thank you chị. Chị ơi, chị nói về gạo Bình Định cho em biết với, cho mọi người cùng biết luôn. Không biết nó ra làm sao nữa.
Là ăn nó ngon đúng không chị? Đương nhiên rồi. Đang đói tự nhiên nấu cơm lên ăn là nó no đúng không chị? Thơm mà nó ngon mà nó dẻo nữa. Dạ. Mà đau bệnh thì là nấu cháo đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, được con làm được gì nữa không chị? Có nấu sôi được không? Không. Gạo nấu sôi. Anh quá đáng. Em hỏi có nấu sôi được không chị, bà nói không. Gạo là nấu cơm. Tại em không có nấu ăn, em không biết, không rành, sorry. Dạ. Dạ, tôi kêu chị. Chị đứng đây cho em chút xíu. Dạ. Đứng đây tặng ngự bao gạo, tặng xin, mấy trăm bao cho máy. Đây là chị Loan, trưởng ban trai soạn của chùa Điều Ngự. Wow. Dạ. Mỗi thứ bảy quý vị tới chùa Điều Ngự mà ăn đó là có bàn tay của chị Loan trong này. Cảm ơn chị. Em ăn hoài luôn mà giờ em mới biết chị ở đằng sau đó. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bình thường em vô chùa em thấy chị mặc đồ giản dị, hôm nay em nhận không ra chị luôn. Mà khi nói tới về mỗi lần vô chùa chị bán gạo phải mặc đồ khác chứ. Thanh, thưởng thức cái món mì xào giòn của chị Loan. Oh. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lúc nào gia đình Minh Phượng và Minh Phượng cũng tới kêu réo chị Loan. Dạ chị, dạ cảm ơn chị. Dạ bây giờ chúng ta sẽ có một số những cái quà tặng về sức khỏe từ IBC Home Shopping thưa quý vị, dành cho bạn nào may mắn thưa quý vị. Thì chúng tôi có 4 phần quà. Khi mà quý vị sẽ bốc thăm cái số bàn. Số đâu rồi? Dạ đây là đã ghi từ bàn VIP cho tới bàn thường luôn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bốc là 4 bàn nào trong đây. Tự mình rút lấy. Dạ, ai bốc cũng được ạ. Ai rút cũng được, tôi đi xuống anh. Yeah. Rồi Thu Hà bốc một vé đi, để lucky trong cái mùa bầu cử này. Rồi. Dạ. Bàn số 33. Bàn số 33. Dạ, và tiếp tục luôn ạ. Trời ơi, bàn số 33 là bàn tài chánh của chùa. Vậy là đúng là phải có bồi bổ sức khỏe để mà đếm tiền đó. Dạ, tiếp tục thêm đi ạ. Đây, 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 anh Steven ảnh rút. Rồi. Rồi, dưới bàn 33 là bàn số mấy quý vị? Bàn 32. Bàn 32. Sát phía Avenue. Sát phía Avenue. Nó mời chị lên. Anh bấm sao mời toàn ngày nhà không vậy anh? Mời chị Kim. mời chị Kim lên. 32. Bàn số. Anh bóc thêm một cái nữa là bàn của Hoa Sen Việt. Ok. Vinh. Em bóc đi. Gói nào cho bàn số 32. VIP bàn số 1 là của quý chư Tôn Đức Tăng Ni của chùa Điều Ngự. Ủa sao đây? Cái gì mà trùng hợp dữ vậy trời? Bàn số 1 là bàn của ai? Của quý thầy phải không? Bàn 32. Bàn số 1 em. Dạ, bàn số 1 đem tới tận bàn luôn cho quý thầy. Còn một giải nữa. Bóp ra cái giải này cho nhà hàng Seafood World luôn đi em. Rút tiếp, đâu cái túi. À, 25. Dạ, số mấy ạ? 26. Xin mời đại diện bàn ạ. 26, dạ. 26 là bàn cố vấn của chùa Điều Ngự. À, bàn của đạo hữu dạ, Hoàng Phải. Phong. Dạ, à, là của liên đoàn cư sĩ Phật giáo hải ngoại. Và tiếp đi thưa anh. Mình còn nào nữa không? Em còn tới 3 phần nè. Ok, tiếp đi. Dạ, xin mời cô Dira Thu Hà lên để tặng quà cho quý vị may mắn hôm nay ạ. Quý vị cho Thu Hà một tràng pháo tay thật lớn à. Chúc em may mắn trong kỳ bầu cử này nha. Dạ vâng, DJ Thu Hà hiện là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove. Rất là hân hạnh được đến đây góp một phần một bàn tay để mà gây quỹ cho cho Sang Việt ngày hôm nay. Và dạ, con xin... Dạ, con chào chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, và dạ, tiếp theo... Thu Hà cũng kêu gọi là tất cả mọi người hãy đóng góp một bàn tay lá lành đùm cho lá rách, tại vì chúng ta rất là may mắn có được ở đây và chúng ta có cơ hội để chúng ta giúp cho những người không kém may mắn hơn chúng ta, để mà chúng có một để cho tất cả các em nghèo cũng giống như là những nạn nhân trong
những cái disaster, tức là những cái thảm họa, dạ, những cái thảm họa thiên tai dịch bệnh, thảm họa thiên tai dịch bệnh, để cho nên chúng ta hãy góp một bàn tay, ít nhiều cũng được, thưa quý vị, hãy móc một túi ra để mà góp một bàn tay và giúp đỡ cho những gia đình nghèo, những gia đình neo đơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, dạ, còn chị đứng đó để tặng quà tiếp luôn bạn. Đúng rồi. Vậy anh. À, để Đỗ Thanh có khoảng 30 giây nói cái sự quen biết của Đỗ Thanh với Thu Hà. Cách đây 10 năm gì trước, hai anh em chúng tôi là làm cùng khoa của phòng xét nghiệm khoa tiểu đường trước khi Đỗ Thanh ra làm du lịch. Là hai anh em 5 năm là làm trong phòng xét nghiệm của khoa tiểu đường, Diabetes Department của hãng Quest Diagnostics, mà Thu Hà là một người rất là siêng năng học hỏi. Quý vị có thể tin tưởng và bầu cho Thu Hà trong cái kỳ bầu cử kỳ này. Quý vị có thể cho Thu Hà một tràng pháo tay thật lớn à.